Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu về bản thân về mình, mình tên là Lê Xuân Trường. Hiện tại thì mình đang là sinh viên học khoa Thương mại điện tử lớp K1F -E tại Đại học ETX. Ngày hôm nay ở trong video này thì mình sẽ trình bày với tất cả các bạn về những cái nội dung mà mình đã được học ở trong cái môn uh, nghiên cứu về con người. Và trong cái buổi học vừa rồi thì mình có được học về một cái phần thứ hai của con người đó chính là wisdom hay còn gọi là sự minh triết. Và trong những cái phần này thì nó sẽ bao gồm những nội dung gì? Uh, và chúng ta có những cái hướng giải quyết gì trong cái trong cái việc phát triển cái phần này của con người thì mình sẽ trình bày tổng quát một cách ngắn gọn nhất tất cả những thứ uh, mà mình cảm thấy mà mình uh, cảm thấy clear về cái phần này. Đầu tiên sự minh chết hay còn gọi là wisdom của con người thì nó có sự liên quan mật thiết đến với cái bộ não của chúng ta phải không ạ? đương nhiên rồi khi mà nhắc đến sự thông minh nhắc đến trí tuệ chúng ta phải nghĩ và liên tưởng ngay đến bộ não và bộ não của chúng ta thì bộ não của chúng ta thì đương nhiên là nó về thuộc về một phần của cái body của là thuộc một, thuộc một phần của cái thể xác vật lý của chúng ta vì vậy mà cái thời ngày xưa thì uh, chúng ta thường uh, đo lường cái chỉ số thông minh đo lường cái sự thông minh của một người uh, bằng những cái cách uh, bằng những cái cách vô hình uh, mà theo một cái um, bằng một cái cách vô hình theo một cái một cái tiêu chuẩn khá là tương đối thôi nghĩa là chúng ta không thể vì ngày xưa cái cái kho khoa học nó chưa phát triển chính vì vậy chúng ta không thể nào mà phân tích bộ não của chúng ta gồm bao nhiêu phần hoặc là bộ não của chúng ta gồm những cái gì và làm thế nào để cho bộ não của chúng ta phát triển được mà ngày xưa người ta chỉ đo lường cái sự thông minh của một người bằng những cái câu đố bằng những uh, bằng cái khả năng văn uh, thơ cũng như là uh, cái, cái giải trình các cái câu đố thời thọ xa xưa thôi thì những người giỏi là những người thành thục và làm được những cái việc đó. Còn đối với cái thời điểm hiện tại thì những những cái uh, những cái cách đo lường thì nó không còn phù hợp nữa mà chúng ta sẽ đo lường bằng cách đo lường thông qua não bộ đo, đo đo lường thông qua những cái não bộ của mình và và não bộ của chúng ta thì uh, nó có rất nhiều những cái uh, lôgôn thần kinh các uh, các uh, nợ, các tế bào lôgôn thần kinh đó càng có nhiều liên kết với nhau thì cái mạng lưới liên kết đó càng dày thì nó chứng tỏ việc uh, bộ não của con người đó càng thông minh hay không uh, chính vì vậy chính vì vậy cái điều đầu tiên mà chúng ta cần hướng tới đó chính là cái chế độ dinh dưỡng uh, khi mà bạn muốn uh, thông minh hơn khi mà bạn muốn uh, cái bộ não của mình hoạt động trơn tru khỏe mạnh hơn thì đương nhiên chúng ta cần phải chế độ chú ý đến cái chế độ, chế độ dinh dưỡng của bản thân mình bởi vì não bộ cũng là một phần của cơ thể và khi chúng ta chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng thì có nghĩa rằng chúng ta đang quan tâm và có sự chăm sóc chăm sóc đặc biệt đối với cả bộ não của mình à, chúng ta nên ăn những cái bổ ăn ăn và bổ sung thêm những loại thực phẩm tốt cho não tốt cho hệ thần kinh các loại vitamin cũng như là các và đặc biệt là đường bộ não của chúng ta rất cần đường và đường thì nó giải phóng năng lượng và bộ não của chúng ta thì nó chỉ hoàn thiện hoạt động một cách trơn tru khỏe mạnh và Mượt mà khi mà uh, bộ não của chúng ta được cung cấp đầy đủ năng lượng nếu như bạn không thể nào uh, nghĩ một bài toán khó hoặc là bạn tư duy một cái gì khó nếu như trong cái bạn đã bộ não của bạn đang ở trong một trạng thái mệt mỏi ví dụ như bạn đang buồn ngủ hoặc là bạn đang uh, ốm chẳng hạn thì nếu như cơ thể bạn không khỏe mạnh thì có nghĩa là bộ não của bạn họ sẽ hoạt động không tốt đó là cách đầu tiên để chúng ta Uh, giúp được mình thông minh hơn đó chính là chế độ chú ý chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta phải có cái tính chủ động trong bất cứ một công việc gì uh, thì chúng ta đều vật cần phải có cái tính chủ động bởi vì tính chủ động nó sẽ là tạo ra cái sự khác biệt giữa mình với người khác giữa mình với cái đám đông bởi nếu như bạn chủ động có nghĩa là bạn đang đồng ý cho việc rằng bạn để cho não bộ của mình được tự do Suy nghĩ tự do làm những điều mà bạn cần phải cho làm nếu như bạn để cho nó thụ động thì có nghĩa là bộ não của bạn đang không hoạt động và nó chỉ là hoạt động khi được người khác nhắc nhở người khác thúc đẩy thì điều đó điều không tốt bước tiếp theo đó chính là hãy luôn luôn tập trung vì bộ não của các bạn một ngày phải suy nghĩ hàng tỷ hàng tấn vấn đề và nếu như mỗi lần bạn không tập trung bạn nhảy sang một cái vấn đề khác thì có nghĩa là bạn đang làm cho bộ não của các bạn cái uh, cái số lượng công việc bộ não của các bạn ngày càng nặng nề hơn và bạn chúng ta chỉ nên tập trung vào một vấn đề thôi. Hãy cố gắng tập trung và tập trung thật cao độ vào vấn đề đó để cho bộ não của các bạn có được một cái hướng tư duy mạch lạc đối với cái chủ đề mà các bạn đang suy nghĩ. Nếu như bạn cứ để cho bộ não của các bạn suy nghĩ một cách tự do phóng túng và để cho nó um, không tập trung cứ đang nghĩ việc này nhảy sang việc khác thì bộ não của các bạn sẽ mất rất nhiều năng lượng và những cái vấn đề không cần thiết và nó khiến cho uh, hủy hoại đi các lô thần kinh cũng như là các uh, đứt các liên kết ở trong các lô thần kinh ra và khiến cho chúng ta trở nên không được minh mẫn như lúc ban đầu nữa bước tiếp theo đó chính là chúng ta nên chúng ta phải luôn luôn liên tục cải tiến và sáng tạo đây là một cái điều rất là hay bởi vì chúng ta có thông minh hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào việc các bạn cải tiến các bạn sáng tạo các bạn có thể nghĩ nghĩ ra các bạn có thể nghĩ ra một ngàn cái ý tưởng khác nhau tuy nhiên thì um, chưa chắc cái người nghĩ ra một ngàn cái ý tưởng đó đã đã thực hiện và làm cho một ngàn ý tưởng đó thành công bằng một cái người chỉ nghĩ ra được một ý tưởng nhưng anh ta biết phát triển biết sáng tạo biết cải tiến và theo đuổi cái ý tưởng đó tới cùng đó mới là điều quan trọng à, chính vì vậy sự thông minh sự thành công của con người không quyết định ở sự thông minh nửa vời mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải thực sự theo đuổi một cái gì đó đến cùng phải liên tục cải tiến lặp đi lặp lại và sáng tạo cải tiến liên tục liên tục liên tục một cái hành trình rất rất dài như vậy cho tới khi cái sản phẩm cái cái thứ mà chúng ta lựa chọn những cái thứ mà chúng ta nghĩ ra nó trở nên hoàn thiện hoàn mỹ và nó trở thành một cái sản phẩm đúng nghĩa nhất có thể thì đó chính là những cái nội dung mà mình vừa trình bày hy vọng rằng các bạn hiểu và các bạn cảm thấy uh, thích thú với cái chủ đề mà mình vừa trình bày cảm ơn các bạn bạn và đang lắng nghe.